Không, quay phim chứ không phải chụp hình. Quay phim mà nó cũng bộ này không trở được hả? Cái này là người ta nướng, tụi mình đem lên mình bỏ lên bếp mình xào thử coi coi nó ra cái giống gì ha. Giờ mình sẽ cắt ra. Mình lấy tấm thớt lên ha. Hôm nay là mình ăn chiên thử coi coi nó ra giống quái quỷ gì. Nó phải ấp cái điện thoại xuống mới được. Hồi nãy mình ướp cái bột này thì mình để một ngày một đêm rồi. Xong rồi mình đem mình chiên trên bơ. Cái bơ mà bơ có muối nữa thành ra chất ruột thịt này có thể là nó mặn nha. Đây là món mới của mình. Mình sẽ thử coi nó như thế nào nha. Đây. Mình có thể ăn với bánh mì, ăn với cơm, tùy thích nha. Cái này là gọi là xá xíu.